Và Chúa xin Ngài dạy cho chúng con biết trong cạnh lời Chúa, dạy cho chúng con biết nương cạnh lời Chúa, dạy chúng con có thể được lắng nghe tiếng phán của Ngài cho mỗi đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con đang hướng lòng của chúng con trước mặt Chúa, và chúng con cảm ơn Chúa cho những sự gìn giữ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa cho sự ban phước của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho những phép lạ mà Ngài đã thực hiện cho mỗi đời sống của chúng con. Để giờ này chúng con sẽ nói với Chúa bằng cả tâm lòng của chúng con và cả vạn lý do để chúng con nói rằng chúng con cảm tạ Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho một bình minh đã đến. Chúng con cảm ơn Chúa cho những ngày mới Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, một lần nữa chúng con cảm tạ Chúa cho con được bước vào ở trong sự hiện của Ngài. Cảm ơn tạ Chúa cho con có nhà cầu nguyện ở tại nơi đây. Để rồi chúng con sẽ đến để cầu thay cho dân tộc của chúng con. Chúng con cầu thay cho hội thánh của Chúa ở khắp nơi xa gần. Chúng con cầu thay cho gia đình của chúng con. Và cầu thay cho mục vụ, chức vụ và hội thánh mà Ngài đã giao cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa, chúng con cầu nguyện xin Ngài cùng dấy lên những thế hệ mới, là những thế hệ khao khát yêu mến Chúa, họ sẵn sàng bước vào ở trong sự cầu nguyện, họ bước vào ở trong sự diện của Chúa, để từ nơi đó đời sống của chúng con sẽ được thay đổi, được biến hóa, và chúng con sẽ trở nên là những buồn để cho những phước hạnh của Chúa đến cho cuộc dân. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều, chúng Ngài tiếp tục sử dụng mỗi đời sống của chúng con. Và giờ này chúng con sẽ cầu thay cho ông bà anh chị em của chúng con. Chúa, chúng con cầu nguyện cho những ai đang có những sự mệt mỏi, những sức mới của Chúa Ngài đầy dẫy trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu thay, hãy cầu thay cho người kế bên của chúng ta, cầu thay cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của chúng ta, cầu thay cho những nam đề, cầu thay cho những ai mà giờ này thánh linh của Chúa đang nhắc nhở cho mỗi đời sống chúng ta được cầu nguyện cho họ. Trên mỗi đời sống ta hãy lớn tiếng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý vị muốn đưa tay cao lên và khen Chúa thờ phượng Ngài. Hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục giữ cháy của đời sống của chúng ta. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa đã đến với mỗi đời sống của chúng con, tiếp tục đụng chạm trên mỗi đời sống của chúng con. Và cầu nguyện xin hiến báu của Chúa, Ngài sẽ tha thứ tất cả những tội lỗi trên chính đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con đang ở tại nơi này và trong đời Thánh Linh của Chúa, và đang trong đời cơn mưa của Ngài tiếp tục tuôn đổ cho mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah. Cho lòng chúng con có thể được mở ra, tâm linh của chúng con được mở ra, ánh mắt tục linh của chúng con được mở ra, để thấy được sự nhiệt và sự vinh hiển của Ngài đang ở tại nơi đây. Chúa, cho chúng con thấy được sự nhiệt của Ngài và sự đụng chạm của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con, và sự sức giàu của Ngài mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn nữa cho mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah, hallelujah, Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Con thờ phượng Ngài bằng cái tâm linh và lẽ thật của chúng con. Mừng con chúc tán danh của Chúa. Con chúc tán danh của Ngài là danh trên muôn dân. Ngài là Chúa của các Chúa. Và Ngài là vua của muôn vua. Hallelujah. Bình minh đã đến, một ngày mới trong tay Ngài. Chính lúc con dâng lên Chúa tiếng hát, dù thế giới sẽ qua hay trong gian dù gian dối muôn điều, mỗi con luôn ca khen khi đêm tối đến gần. Nguyện chúc ban Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Người ca Chúa mãi con ngợi, hôn lên này, thờ tôn thánh thánh cha đời đời. Danh cao sáng
ban Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Lời ca Chúa mãi không ngừng, hôn lễ này thờ tôn thánh danh Cha đời đời. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Lạy danh Chúa mãi không ngừng, hôn lễ này thờ tôn danh Thánh Cha đời đời. Rồi cho chúng con được nói với Chúa bằng cả tấm lòng của chúng con. Thánh Linh ơi, xin Ngài tiếp tục vận hành cho mỗi đời sống của chúng con. Một hôm đã đến khi lòng con thấy mỏi mệt, mọi thứ trong sự của đời con đã đến. Hỡi Chúa trên linh hồn con luôn vâng an ca. Và ngàn đời có đến luôn đời. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Lời ca Chúa mãi không ngừng, nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Lạy ca Chúa mãi không ngừng, hôn lễ này thờ tôn danh Thánh Cha đời đời. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Lời ca Chúa mãi không ngừng, hôn lễ này thờ tôn danh Thánh Cha đời đời. Nguyện chúc tán đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Lạy ca Chúa mãi không ngừng, hôn lễ này thờ tôn danh Thánh Cha đời đời mãi mãi. Thờ tôn con thấy được sự nhiệm và sự vinh hiển của Ngài rất mạnh mẽ trong mỗi đời sống của chúng con. Tuôn đổ tại nơi này Chúa ơi, và Chúa chúng con cầu nguyện cho những ai đang cần sự mở lối của Chúa. Con đang cầu nguyện cho những ai đang cần những phép lạ tuyệt vời của Ngài thực hiện trên đời sống của họ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Chúa xin Ngài tiếp tục phán với mỗi lòng của chúng con. Yeah.
là đấng luôn giữ lời hiệu cha nơi tôi ta. Chúa tôi ngài là đấng vĩ đại, đấng mơ đường đấng luôn ban phép là đấng luôn giữ lời hiệu cha nơi tôi ta. Chúa tôi là đấng vĩ đại trong mỗi đời sống của chúng con. Và Chúa, chúng con vẫn đang trong đời những phép lạ và những sự kỳ diệu mà ngài sẽ tiếp tục bày tỏ qua mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin mở lòng của chúng con để con tiếp tục được ở trong sự nhiên của ngài. Xin ngài hướng cho chúng con bước vào ở trong sự thánh khiết của ngài. Hallelujah. Chúa ơi, cho chúng con tiếp tục khao khát và nói với Chúa rằng Chúa ơi, cho con yêu ngài nhiều hơn nữa. Chúa ơi, con có thể nói với thế giới này, Chúa ơi, ngài là tất cả trong cuộc đời của chúng con. Ngài là đấng mà chúng con duy nhất sẽ thờ phượng và chúng ta danh ngài cho đến suốt cả cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin ngài đứt dây mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin ngài thấm biến mỗi đời sống của chúng con. Con cảm nhận được sự nhiên của ngài và kiếm nghiệm được quyền năng phép lạ của ngài cho mỗi đời sống. Ngài tiếp tục đến với Chúa trong sự cầu thay. Chúng ta xin kính mời vọng sư hữu sẽ đến may gặp để cầu thay cho mỗi đời sống của chúng ta. Và xin Chúa ngài cũng tiếp tục dọn lòng mỗi đời sống vui việc bạn em và tôi. Rồi chúng ta sẽ nói với Chúa rằng Chúa ơi, con tiếp đón lời của ngài, con tiếp đón sự nhiên của ngài cho mỗi đời sống của chúng con. Xin quyền năng của Chúa tiếp tục đem đến những sự thay đổi lớn và những phép lạ trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài.